vậy tại sao chúng ta lại ép một người thật thà, hiền lành trở thành một kẻ hèn? Video lần này Phúc sẽ chia sẻ cho mọi người một câu chuyện là Lộc Phụ Hồ có thật sự tử tế như các bạn nghĩ. Thật ra đây là một video mà nằm ngoài dự tính của Phúc, nhưng mà Phúc cảm thấy là Phúc nên làm chiếc video này. Bởi vì Phúc đã xem được một cái clip của một anh giỏi trong chuyện độc vị người khác, và anh này cũng đã đưa ra rất là nhiều luận điểm khác nhau để có thể chứng minh một việc là Lộc Phụ Hồ không thật sự tử tế như mọi người nghĩ. Và ngay tại video này Phúc cũng sẽ để lại một số ý kiến của mình xung quanh cái câu chuyện này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào vấn đề. Video của anh này dài khoảng hơn 20 mấy phút và Phúc đã xem không bỏ sót một phút nào, và cũng đã note lại một cái số điểm mà Phúc cần phải tranh luận. Thứ nhất là trong cái video này anh này có chia sẻ là khi mà kênh Lộc không phát triển thì lúc đó anh chủ nhà mới đề nghị là ngỏ lời hợp tác đầu tư cho Lộc để mà Lộc có thể sway được video và phát triển như ngày hôm nay. Thì câu chuyện này mình làm nhớ đến một cái thời điểm, đó là cái thời điểm mà Lộc Phụ Hồ và anh chủ nhà đã gặp nhau. Các bạn có biết không, trước khi mà Lộc Phụ Hồ gặp cái anh chủ nhà này á, thì Lộc Phụ Hồ đã có một cái kênh YouTube. Kênh YouTube đó có tên là Lộc Phụ Hồ Vlog. Và kênh YouTube đó đã có khoảng hơn 100.000 subscribe và có nhiều người xem rồi các bạn. Chỉ là tại thời điểm đó do một cái sự cố là trùng cái Google AdSense hay còn gọi là GA đó các bạn, thì Lộc Phụ Hồ không thể bật kiếm tiền được. Cho nên là ngay tại thời điểm đó thì anh chủ nhà biết được điều này, anh chủ nhà đã ngỏ lời và bay tận ra nơi của Lộc Phụ Hồ để có thể trao đổi cà phê hẹn hò với Lộc Phụ Hồ để mà có thể ngỏ lời giúp cho Lộc Phụ Hồ. Sau đó anh đưa ra một cái lời đề nghị là anh sẽ đầu tư hợp tác cùng với Lộc Phụ Hồ phát triển cái kênh YouTube đó và mở thêm một cái kênh YouTube khác nữa. Thì sau hơn khoảng 2 tiếng đồng hồ nói chuyện với anh này và khi về nhà thì Lộc Phụ Hồ cũng đã đắn đo suy nghĩ rất là nhiều. Cuối cùng Lộc Phụ Hồ quyết định là sẽ hợp tác với anh này. Nhưng mà sau đó thì anh chủ nhà đã soạn một cái hợp đồng. Trong cái hợp đồng đó dài 3 trang 7 điều mà Phúc đã phân tích ở trong video lần trước ở trên đây. Thì anh chủ nhà đã tự soạn cái hợp đồng đó và đưa cho Lộc ký, cho nên mới có sự cố của ngày hôm nay. Một điều mà Phúc nhấn mạnh lại một lần nữa là đây là một cái sự hợp tác giữa anh chủ nhà và Lộc Phụ Hồ. Đây không phải là sự đầu tư như anh Nguyên Anh nghĩ. Bởi vì hợp tác là đôi bên cũng có lợi, người này góp sức, người kia góp công, hoặc là người này góp tiền, người kia góp sức. Và rõ ràng trong hợp đồng giữa Lộc Phụ Hồ và anh chủ nhà đã nêu ra một vấn đề là Lộc Phụ Hồ là người sẽ chịu trách nhiệm sản xuất ra những video, bao gồm quay, dựng, edit và đăng tải video đó lên trên kênh YouTube. Và công việc còn lại của anh chủ nhà là làm gì các bạn? Là tư vấn cho Lộc Phụ Hồ, chịu 50% phí sản xuất cho mỗi video. Và kết quả cuối cùng của doanh thu các bên sẽ chia nhau là 40% và 60%, trong đó 60% là Lộc Phụ Hồ và 40% là của anh chủ nhà. Trong cái quan điểm của anh này thì anh này có một cái ý thể hiện rằng là anh chủ nhà là cái người đã bỏ công bỏ sức ra đầu tư để cho Lộc có một cái hình hài như ngày hôm nay, có một cái sự nổi tiếng như ngày hôm nay. Vậy anh có biết rằng từ cái khâu ý tưởng sang cái khâu sản xuất ra một cái chiếc video thành phẩm đăng tải lên trên mạng xã hội cho mọi người xem nó khó khăn như thế nào không anh? Nó không phải chỉ là cái câu chuyện anh đặt cái máy xong anh quay đâu anh, mà nó còn phải đo ni đóng giày từng thước phim, từng cái thước video, và trong đó là Lộc Phụ Hồ phải thể hiện bản thân mình một cách chân thật nhất để cho mọi người xem. Dĩ nhiên là sẽ có một cái câu chuyện là mọi người xem những video của Lộc thấy Lộc diễn với bạn này, diễn với bạn kia, nhưng cái ý tưởng đó hầu như nó đều phát sinh từ anh chủ nhà mà ra. Lộc Phụ Hồ giống như một cái con rối vậy các bạn, diễn theo đúng những gì mà anh chủ nhà đã sắp đặt. Và nhiều lúc Lộc Phụ Hồ cảm giác đó là mình không nên làm như vậy, Lộc Phụ Hồ muốn là mình làm cái gì đó mà mình thích, thoải mái hơn, chứ không phải là diễn với người này, diễn với người kia, cho với người này, cho với người kia. Điều đó được thể hiện trong quá trình mà Lộc quay video á, và thể hiện cái điều đó lên trên gương mặt của mình trong từng video á. Nếu mà các bạn để ý kỹ, các bạn xem, các bạn sẽ thấy. Và trong vấn đề này thì tôi cũng có một cái lưu ý cho anh. Anh có biết là tiền thân cái kênh anh chủ nhà nó xuất phát từ đâu không? Kênh anh chủ nhà hiện tại nó có hơn khoảng 240 mấy ngàn lượt subscribe đó. Thì cái kênh này tiền thân của nó là kênh Lộc Phụ Hồ Vlog. Và sau đó thì khi mà hai bên hợp tác với nhau thì Lộc Phụ Hồ Vlog đã được đổi tên thành kênh của anh chủ nhà. Về nguồn gốc của câu chuyện này thì mọi người đều nghĩ rằng là có sự bán kênh nhẹ từ Lộc Phụ Hồ sang cho anh chủ nhà. Nhưng mà câu chuyện đó thật sự như thế nào thì chỉ có hai người đã biết rõ. Và tôi đã tiếp cận được những cái cuộc trao đổi cũng giống như là những cái tin nhắn mà giữa các bên liên quan đến cái vụ việc này. Và nếu như mà các bạn không tin những lời mà Phúc nói thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động tra cái điều này nó trên YouTube bằng cách là các bạn gõ một cái từ khóa sau đây: Lộc Phụ Hồ Vlog, nó sẽ ra cái kênh anh chủ nhà. Bởi vì đơn giản một điều là những dấu vết về Lộc Phụ Hồ vẫn còn in hằn ở trên cái kênh YouTube đó. Và các bạn nhớ rằng cái thời điểm mà Lộc Phụ Hồ tạo nên cái kênh anh chủ nhà đó là vào ngày 13 tháng 12 năm 2018, khi đó các bên chưa hề hợp tác với nhau. Và cái kênh đó tiền thân giống như Phúc nói là kênh là Lộc Phụ Hồ Vlog. Kênh nó đã có hơn khoảng 100 mấy ngàn lượt subscribe các bạn, và nó đã có lượt xem ổn định rồi. Vậy một vấn đề đặt ra là tại sao anh chủ nhà ngỏ lời hợp tác với Lộc? Có đơn giản vì thật sự muốn giúp Lộc để Lộc phát triển hay không? Hay là nhìn thấy được cái tiềm năng của cái kênh này, nhìn thấy được cái việc là khi mà hợp tác với kênh này bằng được kiếm tiền thì chắc chắn là hai bên sẽ cùng có lợi, và Lộc có lợi, anh chủ nhà cũng sẽ là người có lợi, được hưởng từ cái doanh thu của cái kênh này. Tới đây thì Phúc đặt một cái câu hỏi cho mọi người là mọi người có chấp nhận đầu tư vào cho một cái người mà không có cái gì hết, không có tiềm năng, không có điều gì để mà có thể giúp mọi người có lợi không? Ai dám nhận điều đó? Anh Nguyên Anh có dám nhận không? Bản thân Phúc là không dám nhận đó. Tại vì sao? Các bạn phải nhìn thấy được cái tiềm năng của người ta, tiềm năng của sự phát triển, và bên cạnh đó các bạn nhận được gì từ điều đó thì các bạn mới chấp nhận làm cái việc là đầu tư bỏ tiền ra khoảng 39 triệu cho Lộc mua một cái điện thoại, mua một cái chiếc mua một cái tay cầm chân máy gì đó, hoặc là mua một cái hoặc là mua một cái gimbal, hoặc là bỏ ra một cái khoản tiền 3 triệu để cho Lộc có một cái chi phí hỗ trợ trong quá trình sản xuất video.
xin lỗi, không có ai đầu tư vào một cái việc gì đó mà không chắc chắn rằng mình có lợi nhuận hoặc nhìn thấy được tiềm năng lợi nhuận. Các bạn lưu ý. Xin chào các sát, ngày hôm nay Phúc mang đến một kênh YouTube với hơn 8.000 lượt subscribe, có tiềm năng phát triển lâu dài và sẽ có một lượng doanh thu ổn định trong tương lai. Xin mời các sát bỏ vốn đầu tư. Có ai làm điều đó không các bạn? Nói tới đó thì chắc chắn là mọi người hiểu được cái câu chuyện rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái vấn đề thứ hai. Thì trong cái video của anh này có đề cập đến một cái trường hợp là bảo lộc phụ hồ đã giảm cái hiệu quả kinh doanh, mất cái sự tập trung trong quá trình làm YouTube. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái số thống kê mà Phúc đã nghiên cứu nha. Vào tháng 4 năm 2020 số lượng video là 10 video. Vào tháng 5 thì là 11 video, tháng 6 là 10 video, tháng 7 là 6 video, tháng 8 là 6 video. Về cái số lượng của từng video trong mỗi tháng thì các bạn có thể thấy rằng là nó có sự giảm dần đúng không? Nó giảm hiện tại là nó 6 video trên một tháng. Thì lý do như thế nào? Không biết anh Nguyên Anh này có đi sâu vào tìm hiểu chưa? Hay là anh chỉ đang nhìn bề nổi của tảng băng chìm thôi? Bề nổi của tảng băng chìm thôi. Bởi vì sao? Phúc đã đi sâu và phân tích tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao mà năng lượng sản xuất video nó giảm dần. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì Phúc xin mời mọi người quay trở ngược lại với tuổi thơ. Chúng ta sẽ đến với một cái khoảng thời gian vào ngày 12 tháng 4 năm 2020. Đó là thời khắc mà Lộc ra được một chiếc video, đó là tặng hai món quà giá trị cho gia đình Caramel. Thì sau khi mà Lộc quay ở Đà Nẵng trở về thì nó nảy sinh một cái câu chuyện, là bình thường chi phí sản xuất là 50%, anh chủ nhà chịu 50%, Lộc chịu 50%, và anh chủ nhà phải bỏ cái khoản tiền đó ra để cho Lộc có thể đầu tư và làm những chiếc video của mình. Các bạn có thể xem lại những cái video của anh chủ nhà mà đã đăng tải trước đó. Xin lỗi anh chủ nhà đã xóa những video đó rồi. Thì ở dưới comment mình có để một cái đường link Bright, thì các bạn vào trong đó các bạn có thể xem lại những video đó. Thì trong những video đó có đề cập đến một cái bảng thu chi của từng video. Trong video đó sẽ đầu tư những cái gì, những cái gì sẽ được liệt kê rất cụ thể. Thì kể từ sau thời điểm 12 tháng 4 năm 2020 trở đi thì cái câu chuyện mà ứng 50% cho sản xuất video từ anh chủ nhà chuyển sang cho Lộc nó trở nên rất là khó khăn. Bởi vì mỗi lần mà Lộc đề nghị ra, anh chủ nhà đều có những cái lý do như là kẹt tiền, hết tiền. Và kể từ khoảnh khắc đó trở đi thì Lộc hầu như không được nhận cái khoản này nữa. Và những video của Lộc làm ra tự Lộc phải chi trả, tự Lộc phải bỏ tiền ra làm những cái video đó. Và kết quả cuối cùng, lợi nhuận thu được vẫn chia 60-40%. Nhưng 60% của Lộc còn bị trừ đi những khoản chi phí khác, ví dụ như là 400.000 tiền nhạc vào khoảng tháng 8, tháng 9 mới gần đây. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy được là khi mà mình làm việc chung hợp tác với một người nào đó mà cái khoản chi phí nó không rõ ràng và cái chi phí đầu tư cho một cái việc gì đó mà nó không có được suôn sẻ, nó được rót vào á, thì các bạn trong lòng các bạn cũng sẽ cảm thấy nản đúng không? Và hơn nữa là một cái sự kiện đó là trong quá trình làm video á thì anh chủ nhà cũng có những cái idea là Lộc nên quay với bạn này, Lộc nên quay với bạn kia sẽ được nhiều view hơn. Anh chủ nhà chỉ quan tâm đến câu chuyện là có view thôi, nhưng mà cái cảm nhận của Lộc, anh chủ nhà có thật sự quan tâm hay không? Lộc có thật sự mong muốn là làm những cái chiếc video đó hay không? Hay những gì mà Lộc làm á là đang theo ý tưởng của anh thôi? Cái mà Lộc đang muốn làm á là Lộc muốn quay với cái người mà Lộc thương kìa. Lộc bây giờ Lộc đã có bạn gái rồi, và Lộc cái câu chuyện của Lộc ở đây là Lộc muốn có một cái cuộc sống hạnh phúc với cái người mình thương, muốn cưới vợ. Còn anh là cái câu chuyện là anh muốn có view trên một cái kênh, và anh cho Lộc quay với người này, quay với người kia, nhưng không cho Lộc quay với Thủy. Lý do như thế nào thì tôi rất mong là anh sẽ giải thích, không phải chỉ đơn giản là cái câu chuyện là bản quyền hình ảnh nữa, mà là góc độ về tình cảm nha anh. Cảm ơn anh. Vấn đề tiếp theo là trong cái video này anh này có chia sẻ rằng là Lộc nhận cái hợp đồng quảng cáo mà không thông qua công ty. Thì Phúc muốn hỏi là hợp đồng quảng cáo đó là hợp đồng quảng cáo gì? Có bằng chứng hay không? Quảng cáo trên kênh YouTube của Lộc hay là trên một cái kênh khác? Hay là Lộc quay những chiếc video với Thủy, với những người này, với những người kia? Chúng ta cần phải làm rõ nha anh. Và hơn nữa anh nên nhớ rằng cái sự độc quyền hình ảnh ở đây trong cái hợp đồng này nó đã vi phạm điều cấm của pháp luật, mà cụ thể là điều 32 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và điều 21 của Hiến pháp năm 2013. Một khi mà có những cái thỏa thuận nào vi phạm điều cấm của pháp luật thì mặc nhiên nó sẽ auto không có hiệu lực. Anh nên nhớ điều này. Anh làm kinh doanh chắc là anh đã quên đi cái câu chuyện pháp luật rồi đúng không? Khi anh kinh doanh thì anh phải tuân thủ theo pháp luật, và những cái thỏa thuận anh, cho dù là thỏa thuận của cá nhân với cá nhân đi chăng nữa, thì cũng phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật, mà cụ thể nhất là Bộ luật Dân sự năm 2015. Anh lưu ý nhé. Nếu như mình không rõ thì mình nên tìm hiểu kỹ về vấn đề này, chứ không phải chỉ căn cứ vào những cái câu chữ trong cái hợp đồng là anh có thể quy kết người ta chịu trách nhiệm suốt đời của mình về một cái vấn đề nào đó. Không có nhé. Và cũng tại đây thì Phúc khẳng định một lần nữa là việc Lộc quay video với Thủy, sử dụng hình ảnh của Lộc trên kênh của Thủy không vi phạm cái hợp đồng này, bởi vì Lộc hoàn toàn có cái quyền đó. Anh chủ nhà không có cái quyền độc quyền hình ảnh của Lộc. Độc quyền hình ảnh của Lộc chỉ được giới hạn thôi các bạn, ví dụ như giới hạn trong cái kênh YouTube của Lộc Phụ Hồ TV thì ok, chứ không có chuyện anh giới hạn người ta là không được nhận cái job này, nhận cái job kia, nhận cái quảng cáo này, nhận cái quảng cáo kia nằm ngoài cái kênh đó. Bởi vì sao? Nó không hề gây bất lợi cho cái kênh của anh. Và nếu như mà anh chưa rõ về những cái điều khoản đó thì anh nên xem lại chiếc video mà tôi đã phân tích về cái hợp đồng này. Và bên cạnh đó là tôi đã có một cái văn bản, trong cái văn bản đó cũng nêu rất rõ và sớm sẽ công khai cho mọi người trong thời gian tới. Và thêm một cái tình tiết nữa là trong video này anh có nói một cái câu là anh không bênh vực ai cả, anh không quan tâm Lộc là ai, không quan tâm anh chủ nhà là ai. Vậy anh làm video đó để làm gì? Nếu anh không quan tâm thì anh chỉ cần làm những chiếc video kích hoạt cái này, kích hoạt cái kia và chỉ cho người ta cách bán hàng như thế này, bán hàng như thế kia thôi. Không cần phải làm những chiếc video này đâu. Ví dụ như bản thân Phúc đây, bú phèm,
Ok, Phúc chấp nhận là Phúc nói là Phúc bú phem. Và Phúc phân tích các vấn đề này nó dựa trên góc độ pháp luật. Và Phúc đã nhận được cái yêu cầu cũng như là mong muốn của những cái người mà trong cuộc người ta nhờ Phúc để mà Phúc can thiệp vào. Cho nên là Phúc mới làm chiếc video đó, hoặc là những chiếc video này. Còn bản thân anh, người ta không nhờ anh không quan tâm. Vậy thì anh làm chi? Anh làm để làm gì? Mục đích của anh làm là để làm gì? Phải chăng anh cũng đang ăn chia 64? Vấn đề tiếp theo là vấn đề về cái câu chuyện là chúng ta nhìn cái ngoại hình mà nói lên tính cách của người khác. Phúc nghĩ là cái tính cách hay cái nhân cách của một con người á, nó sẽ thể hiện thông qua cái hành động, cái hành vi, thái độ, cách đối xử của người đó với những cái người xung quanh và cái nhận định của những người mà sống gần ở cái khu đó, sống chung với cái người mà chúng ta đánh giá, họ sẽ đánh giá như thế nào về cái nhân vật đó. Chứ không phải thông qua là anh này xấu, anh này đẹp, anh này xăm mình, anh này có vẻ hiền thật thà hay là anh này nhút nhát mà chúng ta đánh giá cái nhân cách của người khác. Anh lưu ý nhé. Và anh cũng lưu ý nha, cái yếu tố mà hiền hậu thật thà nó không phải là yếu tố dẫn đến cái việc mà hai bên không hợp tác với nhau, mà cái câu chuyện không hợp tác đó nó vẫn còn nằm sâu ở bên trong cái nguyên nhân khác, mà nguyên nhân đó Phúc đã bật mí trong những cái video trước đó rồi. Đó là cái câu chuyện mà hợp tác với nhau không còn vui vẻ nữa, rồi phân chia lợi nhuận có vấn đề, hay là những cái khoản đầu tư rót vốn vào 50-50 á, chúng ta vẫn chưa có sự suôn sẻ, chưa có mượt mà, rồi thậm chí là bên cạnh đó là những cái vấn đề về tình cảm giữa các bên không còn như trước nữa. Chúng ta phải đi sâu và tìm hiểu những vấn đề đó để mà chúng ta có thể kết luận rằng cái sự hợp tác ngày hôm nay chấm dứt là do đâu, chứ không phải là do tính cách hay là do nhân cách hay là do ngoại hình của người ta đâu các bạn. Không phải. Bản thân Phúc là có quen rất là nhiều những cái anh chị mà đang làm kinh doanh, và những anh chị này cũng tham gia rất là nhiều khóa học, trong đó có khóa học về sinh chắc vân tay nè, hoặc là khóa học về tâm lý học. Và bản thân Phúc khi mà còn thời đi học á, thì Phúc cũng có học cái môn là tâm lý học. Từ trước đến giờ chưa thấy những cái người nào mà kinh doanh hay là những người mà gọi là có tiếng nói và có kiến thức á, họ đánh giá người khác qua bề ngoài, mà họ đánh giá người khác thông qua cái hành vi và cái lối ứng xử của người đó nhiều hơn. Và điều này làm cho Phúc nhớ đến một cái câu mà ông bà ta hồi xưa thường hay nói á, là đừng có trông mặt mà bắt hình dong, con lợn nó có béo thì cái lòng nó mới là ngon. Và có một cái câu trong video này, Phúc thật sự là nghe xong thì phải cười một cái. Đó, trong video đó có cái câu nè, mấy thằng ngu ngu thì hay tỏ ra là nguy hiểm, còn mấy thằng nguy hiểm thì hay tỏ ra là ngu ngu. Cái câu này thật sự là chưa chuẩn xác đâu anh ạ. Không phải là ai nguy hiểm đều có thể tỏ ra ngu ngu, và cũng không phải là ai ngu ngu thì tỏ ra nguy hiểm. Cái này nó không áp dụng trong tất cả mọi trường hợp, và nó cũng không phải là đa số. Do đó là anh không thể nào dẫn chứng cái điều này ra để áp dụng vô cái trường hợp của Lộc được. Và nó chỉ áp dụng trong cái game ma sói thôi. Anh có biết game ma sói là gì không? Game ma sói á là sẽ có một phe sói, một phe dân, và một cái phe ở giữa là phe có chức năng. Khi anh là sói thì chắc chắn anh mong muốn giết dân và giết những người có chức năng rồi. Còn khi anh là dân thì chắc chắn anh muốn bảo vệ bản thân mình và tìm ra con sói. Thì khi anh chơi trò đó thì mới có cái câu trường hợp là mấy thằng ngu ngu mà tỏ ra nguy hiểm, còn mấy thằng nguy hiểm mới tỏ ra ngu ngu. Còn ở đời, không biết anh đã trải qua bao nhiêu thứ, không biết anh đã tiếp xúc bao nhiêu người mà anh lại có một cách đánh giá không mấy chuẩn xác như vậy. Rồi tiếp theo ha, là anh có nói một cái câu là hiền lành thật thà chưa chắc là tử tế. Và anh nhận định là tử tế phải giúp người khác, phải lên tiếng thay cho người khác, phải đứng lên bảo vệ công lý, đứng lên đòi quyền lợi, đứng lên như năm anh em xuyên gao hả anh. Thật ra thì câu nói của anh nó không sai đâu, nhưng mà nó không phải là đúng cho mọi trường hợp. Bởi vì sự tử tế chúng ta không đo lường được. Khi chúng ta sinh ra, rõ ràng chúng ta là một cái tờ giấy trắng. Nhưng mà trong tờ giấy trắng đó khi lớn lên nó được vẽ như thế nào vẫn còn tùy thuộc vào môi trường, hoàn cảnh mà chúng ta sống và nhận thức của chúng ta, giáo dục của chúng ta nữa. Do đó, sự tử tế ở đây nó không có một cái gì có thể định lượng được. Có thể anh ra đường, anh gặp một cái người đó giúp một cái người đi qua đường thì anh cho đó là sự tử tế. Nhưng khi về nhà người đó giết một cái người khác thì nó lại không phải là sự tử tế nữa. Do đó, chúng ta không thể nào nhìn một cái khía cạnh này chúng ta đánh giá người đó là tử tế, mà nhìn một khía cạnh kia chúng ta đánh giá người đó là không tử tế. Do đó, tôi nghĩ là tôi với anh không nên lôi sự tử tế vào để đánh giá một con người, đánh giá một cộng đồng. Trong video của anh thì anh luôn luôn khẳng định là anh không có đứng về phía nào hết. Nhưng mà tôi thấy là hầu như anh đều cho mọi người một cái hướng đi, vẽ cho mọi người một hướng đi là nên nhìn nhận lại con người của Lộc bằng những cái lý lẽ của anh. Nhưng mà thật sự là khi mà tôi xem video của anh thì tôi không thấy cái bằng chứng nào đó thuyết phục cả. Bởi vì khi mà đánh giá một con người cụ thể như là phù hồ, chúng ta không thể nào nhìn vào cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở trên những cái chiếc video mà Lộc đóng, Lộc diễn, Lộc đăng tải lên cho mọi người, hay những hình ảnh chế giễu cười cợt mà Lộc phù hồ làm để cho mọi người giải trí. Mà chúng ta phải đánh giá Lộc thông qua hoàn cảnh của Lộc, thông qua cái hành vi của Lộc, thông qua cái cuộc sống hàng ngày của Lộc và cách đối nhân xử thế của Lộc đối với những người khác như thế nào. Và hơn hết nữa là chúng ta phải đi sâu tìm hiểu về cái tâm lý của Lộc thông qua tuổi thơ của Lộc thì chúng ta mới biết được cái con người này như thế nào. Rõ ràng một cái câu chuyện là khi một cái người nào đó được sinh ra trong một cái hoàn cảnh nó không tốt hoặc là nó tốt đi chăng nữa, thì theo thời gian, theo cái tiến trình thời gian thì chúng ta cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng tác động bởi bên ngoài. Thì để mà đánh giá được cái con người đó thì chúng ta phải xem xét từ lúc bắt đầu cho đến lúc thời điểm hiện tại, thì chúng ta mới có được một kết luận là ở ngay bây giờ con người đó là như thế nào. Và chúng ta cũng không thể khẳng định rằng là tại thời điểm này anh ta sống không tốt, nhưng có thể trong tương lai anh ta thay đổi thì anh ta sống tốt thì sao. Không có kết luận được các bạn. Chúng ta chỉ có thể nhìn nhận và chúng ta đồng cảm hay không đồng cảm thôi. Nói tới đây thì các bạn sẽ chưa hình dung được. Do đó là Phúc đã có một cái chiếc video trong cái đường link được đính kèm ở dưới phần
mô tả vào phần comment dưới đây thì các bạn có thể click vào để các bạn có thể xem được một cái câu chuyện, đó là về hoàn cảnh của Lộc thông qua một cái phim tài liệu. Mà cái phim tài liệu này không phải là do Lộc tự làm nên đâu, mà là do những cái người khác, người ta khai thác và người ta tìm hiểu về con người của Lộc, người ta làm nên để cho các bạn, những bạn nào mà chưa biết gì về Lộc, chúng ta có một cách nhìn nó đúng đắn hơn về cái câu chuyện này. Và đây cũng là một cái video đánh dấu một cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Lộc. Và tôi hy vọng rằng anh Nguyên Anh, cái người kích hoạt TV, anh có thể xem cái video này đầu tiên để mà có một cách nhìn nó khách quan và nó đúng đắn hơn về con người của Lộc. Bởi vì từ trước đến giờ khi mà Phúc tranh luận một vấn đề gì đó, Phúc không hề nhìn người ta bằng một cái khía cạnh là ngoại hình, đánh giá người ta ba, đánh giá một con người, đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài, hay là Phúc phản biện lại những cái lập luận của anh chủ nhà thì Phúc cũng không có đánh giá qua cái ngoại hình của ảnh, mà Phúc đánh giá vào những cái chứng cứ và những cái bằng chứng, những cái hợp đồng và những cái thỏa thuận tin nhắn giữa các bên. Bởi vì những cái đó mới là cái mấu chốt của vấn đề, chứ không phải ngoại hình anh nhé. À rồi, quay trở lại với một cái lập luận của anh nữa, đó là anh bảo là hiền thật thà đi đôi với hèn. Hèn theo cách hiểu của anh đó là không nghị lực, không có nội lực, không dám chiến đấu. Rồi anh áp dụng điều đó lên cho Lộc. Vậy tôi hỏi anh đó là từ lúc mà Lộc sản xuất ra những chiếc video từ năm 2018 đến nay, đó không phải là sự cố gắng nỗ lực của Lộc hay sao? Đó không phải là sự nghị lực phi thường của Lộc hay sao? Rồi anh có biết không, kể từ cái thời điểm 2018 khi mà Lộc đăng những chiếc video về bản thân của mình, làm cái công việc phụ hồ trong suốt 6 năm liền trong đó, rồi Lộc có cái niềm vui là quay lại những cái hoạt động của mình đăng tải lên trên YouTube và được rất là nhiều người ủng hộ, bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều, Lộc đã phải vượt qua những ý kiến trái chiều đó, thì đó không phải là nghị lực à? Đó không phải là nội lực bên trong của Lộc à? Anh đánh giá một con người thông qua vẻ bề ngoài hiền thật thà thì anh kết luận rằng người ta không có nội lực và nó hèn. Hèn như thế nào được anh? Hèn như thế nào khi mà người ta cố gắng làm ra những chiếc video cống hiến cho mọi người và làm để giải trí tại cái thời điểm năm 2018 đến khoảng 1 tháng 7 năm 2019, khi đó cái kênh của Lộc là Lộc Phụ Hồ Vlog đã đạt hơn được 100.000 subscribe, mà lúc đó Lộc chưa bật kiếm tiền mà Lộc vẫn làm những cái video đó để cống hiến cho mọi người. Dĩ nhiên rằng khi làm đến điều đó thì rất là nhiều người đã đặt một cái câu hỏi cho Lộc là tại sao mày không kiếm tiền trên YouTube đi? Và các bạn biết câu trả lời là gì không? Đó là quay video kiếm tiền trên YouTube rồi thời gian đâu mà làm phụ hồ nữa. Một cái câu trả lời nó vô tư hồn nhiên vào cái thời điểm đó cũng đủ để chứng minh rằng một con người này là một con người có nghị lực, có cố gắng, có vươn lên. Anh không thể nào đánh giá người ta qua cái việc là hiền hậu thật thà là hèn được anh ạ. Nếu anh đánh giá như vậy là tôi nghĩ là anh nên xem lại. Qua cái cách lập luận của anh á, anh khẳng định rằng á là nhờ có anh chủ nhà mà Lộc mới có ngày hôm nay. Nhưng xin lỗi anh, xin lỗi anh thật sự. Bởi vì sao? Nếu như anh chủ nhà tìm đến Lộc vào cái thời điểm mà kênh của Lộc đã có hơn 100.000 subscribe, và Lộc khi mà hợp tác với anh chủ nhà để tạo một cái kênh mới là Lộc Phụ Hồ TV như ngày hôm nay á, thì rõ ràng lượng fan, lượng người xem từ cái kênh cũ nó đổ dồn sang kênh mới, và lúc đó Lộc là cái người sản xuất ra những cái chiếc video đăng tải lên. Người ta yêu quý Lộc thông qua con người Lộc chứ không phải thông qua những chiếc video đăng tải lên trên YouTube đâu anh ạ. Mà hơn hết nữa, anh có biết rằng cái hoàn cảnh của Lộc tại thời điểm đó như thế nào không? Lộc là một người mồ côi từ nhỏ, cha của Lộc đã bỏ rơi hai anh em, bà mẹ của Lộc mất, lúc đó một mình Lộc phải gánh vác gia đình để chăm lo cho đứa em gái của mình. Và cái nghề nghiệp mà Lộc cố gắng làm được á, là người phụ hồ và gắn liền đối với 6 năm. Thật ra Lộc rất yêu quý cái công việc này. Nhưng mà các bạn à, chẳng lẽ bây giờ các bạn muốn nhìn thấy người ta lao động khổ cực suốt cả đời sao? Bây giờ Lộc đã tìm thấy được một cái công việc mà nó nhẹ nhàng hơn, nó có thể ổn định được thu nhập. Tại sao mọi người không thể cho Lộc cái cơ hội đó để mà Lộc kiếm tiền từ việc đó? Lộc cũng nỗ lực, cũng cố gắng và cũng quay những video đó vậy. Vậy tại sao chúng ta lại ép một người thật thà, hiền lành trở thành một kẻ hèn như đúng một cách anh đang suy nghĩ? Phải chăng cứ kinh doanh theo đúng cách của anh thì mới gọi là giàu sang, mới gọi là sang anh? Xin lỗi anh là tôi phản bác cái điều này nó hơi gay gắt một chút xíu, nhưng mà tôi nghĩ là anh nên xem lại cái cách đánh giá một con người và cách đánh giá nhìn nhận cái sự việc. Khi mà Lộc có một cái sự thành công như ngày hôm nay, chắc chắn rằng sự nỗ lực của Lộc trong đó không ít. Dĩ nhiên tôi không phủ nhận rằng cái sự hợp tác đó cũng có một phần công sức của anh chủ nhà trong đó. Nhưng mà xuất phát điểm thì Lộc đã có những cái nhất định lượng người xem và khán giả rồi anh ạ. Và anh lưu ý nha, anh có thể hỏi hết tất cả 1 triệu người đang subscribe kênh của Lộc rằng là người ta yêu Lộc vì điều gì? Vì Lộc tham gia thử thách này, tham gia thử thách kia, đóng với bạn này, đóng với bạn kia trong một chiếc video nào đó, hay người ta yêu về cách chia sẻ, hài hước, dí dỏm và một con người chân thành như Lộc? Tôi là một cái người chưa xem vlog của Lộc lần nào cho đến khi mà tôi biết được cái sự việc này. Trước đây tôi chưa từng xem vlog của Lộc bởi vì chủ đề của Lộc không phải là cái gu mà tôi muốn xem. Nhưng mà khi tôi tiếp cận được cái câu chuyện này á, không chỉ đơn giản là tôi nhìn cái bề ngoài đâu anh, tôi phải đi tìm hiểu về con người của Lộc, tìm hiểu về những gì mà trong quá khứ của Lộc, thì tôi mới dám nhận và tôi dám lên tiếng vì Lộc. Anh có biết tại sao không? Bởi vì khi nói xấu một người á, anh nói rất là dễ dàng, anh chỉ cần quay một chiếc video và anh nói xấu người ta thôi, không cần quan tâm đến câu chuyện khác. Nhưng mà để mà nói tốt một người nào đó thì tôi cần phải có bằng chứng, và tôi đã phải tìm rất nhiều cái tư liệu tìm hiểu về Lộc. Tôi phải xem cái số lượng video của Lộc trên kênh YouTube như thế nào, xem những cái gì mà Lộc đã làm trên kênh YouTube này, mặc dù là tôi không có thích xem chủ đề này lắm, nhưng mà tôi vẫn phải xem. Bởi vì sao? Thông qua những chiếc video đó
thì tôi mới có cách nhìn và cách hiểu một con người được. Khi mà muốn hiểu ai đó thì mình phải tìm hiểu rồi mới hiểu được anh ạ. Trong đó có một chiếc video mà tôi xem xong tôi phải cười nhẹ một cái. Bởi vì sao không? Bởi vì thông thường á, mà tôi ngủ dậy á, là tôi sẽ đánh răng, sau đó tôi sẽ tìm một cái món gì đó tôi ăn. Còn Lộc sau khi ngủ dậy, Lộc đánh răng, Lộc làm một chiếc video để có thể chia sẻ cho mọi người về cuộc sống ngày hôm nay của Lộc như thế nào. Như vậy chưa đủ nghị lực ha, như vậy là chưa đủ sự tập trung, chưa đủ sự cố gắng anh. Hay là anh muốn người ta có vẻ bề ngoài giống như anh, làm kinh doanh giống như anh thì mới được gọi là nghị lực. Và hơn nữa, cái thời điểm năm 2018 là cái thời điểm mà Lộc chịu rất là nhiều đả kích từ dư luận khi mà người ta nói hình ảnh của Lộc lên đây là phản cảm như thế này như thế kia. Nhưng mà Lộc đã vượt qua điều đó. Lộc bất chấp tất cả, Lộc làm những chiếc video đăng tải lên trên YouTube, mặc dù tôi nói thật hình ảnh của Lộc không đẹp đẽ như những cái bạn ca sĩ diễn viên hay là những người làm YouTuber khác, nhưng mà đó là một cái hình ảnh chân chất, chân thành, thật thà nhất mà Lộc muốn đem đến cho mọi người. Như vậy là chưa đủ nỗ lực anh. Nếu như mà không có nỗ lực thì người ta sẽ không vượt qua những cái đó đâu, và người ta sẽ từ bỏ giấc mơ làm YouTuber. Nếu mà muốn nói về nghị lực á, xin lỗi anh, YouTuber Việt Nam và Mỹ hay là quốc tế đều có đầy hết. Bởi vì sao? Muốn một cái kênh phát triển, không phải anh mua kênh rồi anh về anh phát triển đâu, mà anh phải làm từng chiếc video và làm sao để cho mọi người xem và thích thú những chiếc video đó. Tôi đố anh có thể làm được điều đó. Quay trở lại với câu chuyện, tôi hơi cảm xúc một tí xíu ha. Anh có đề cập đến một cái trường hợp là Lộc tự ý làm việc không thông qua công ty, đi Đà Nẵng quay mà không hỏi ý kiến công ty. Vậy tôi hỏi công ty ở đây là công ty nào vậy anh? Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không? Có mã số thuế hay không? Hay chỉ là giữa cá nhân với cá nhân? Và thực tế là Lộc chỉ ký hợp đồng giữa cá nhân với cá nhân, giữa Lộc và anh Găm hay còn gọi là anh chủ nhà thôi, không có một công ty nào ở đây. Do đó anh lưu ý khi đề cập đến vấn đề này anh phải chuẩn xác. Rồi, tiếp đó anh có đề cập đến một cái trường hợp là vận hành một cái hệ thống lớn. Thì cái câu đó là đại khái của anh là anh nói là anh chủ nhà phải vận hành một cái hệ thống lớn để mà kinh doanh gì đó. Vậy tôi hỏi là hệ thống lớn đó có đóng thuế hàng năm không anh? Nếu như mà chưa đóng thuế á, thì để tôi sẽ liên hệ chi cục thuế gần nhất để mà hỗ trợ về vấn đề này. Anh yên tâm đi, nhà nước không bỏ qua mấy cái chuyện này đâu. Trên đây là toàn bộ những cái luận điểm mà tôi tranh luận lại với anh. Sau cùng thì tôi muốn bày tỏ với anh rằng đây là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Anh chủ nhà có thể bỏ ra một khoản tiền ban đầu là 39 triệu để cho Lộc có những cái trang thiết bị mà Lộc quay phim. Nhưng mà bản thân Lộc cũng đã có một cái nền tảng kênh có lượng người xem, subscribe nhất định rồi. Như vậy hai bên đến với nhau là để cùng hợp tác, cùng phát triển và được lợi nhuận từ kênh, chứ không phải là chủ sở hữu của kênh hay là phân chia quyền sở hữu kênh. Anh lưu ý nha, bởi vì đây là một hợp đồng hợp tác, cho nên nếu như một trong hai bên không còn thiện chí hợp tác nữa thì hoàn toàn có thể chấm dứt. Anh không nên xem đó là một khoản đầu tư. Đầu tư thì cả hai cùng đầu tư vào cái kênh rồi anh nha. Cảm ơn anh. Phúc có một cái điều này quên nói nữa là trong thời gian dịch bệnh này thì xã hội nảy sinh rất là nhiều vấn đề, mọi người rất là khó khăn. Bên cạnh những cái yếu tố tích cực á, thì nó cũng làm dấy lên một cái yếu tố tiêu cực khác, đó là làm lộ lên những cái con người có bản chất tham lam. Và Phúc có xem cái video của anh Nguyên Anh trên cái kênh của ảnh, thì ngay sau đó thì cái trên kênh của anh chủ nhà cũng đã re-up lại cái video này lên trên cái kênh đó. Và cái lượng dislike á các bạn, nó nhiều gấp 10 lần so với cái lượng mà like. Bên cạnh đó là có rất là nhiều comment, bởi vì anh chủ nhà đã mở lại cái comment cho video này. Không biết vì lý do gì, vì có một người đồng cảnh ngộ với anh, đồng ý kiến với anh để mà lên tiếng, hay là vì một lý do nào khác, ăn chia 64 chẳng hạn. Nhưng mà cho dù vì lý do là gì đi chăng nữa thì Phúc cũng đã xem hết những cái comment đó, có đồng tình, có ủng hộ cũng có phản đối cũng có luôn, nhưng mà số phản đối nhiều hơn. Điều này có thể chứng minh được rằng là những lập luận của anh thật sự có vấn đề. Và Phúc có một cái lưu ý như thế này, Phúc không ủng hộ phong trào đả kích trên mạng. Do đó video này là Phúc thể hiện bày tỏ quan điểm tranh luận với anh thôi. Còn những bạn nào mà sau khi xem video này xong mà chúng ta có những ý kiến hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta cần phản biện lại á, thì chúng ta cứ comment hoặc làm những chiếc video để mà Phúc có thể xem. Tuyệt đối chúng ta không đả kích, không đánh giá người khác, không chê bai người khác, không sỉ nhục những cái nghề nghiệp của người khác, và không đả kích họ, cũng không đi sâu vào cái câu chuyện đời tư của họ để mà đánh giá cái con người của họ. Chúng ta chỉ phản biện lại trên những cái lập luận giữa chúng ta với cái người mà chúng ta phản biện mà thôi. Các bạn lưu ý nhé. Và video này Phúc cũng trân trọng gửi đến anh